Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bảy thói quen xấu khiến bạn bị đau lưng. Những thói quen xấu hàng ngày thường tạo áp lực căng cơ và khớp. Vì vậy, để hạn chế bị đau lưng, bạn cần dừng ngay những thói quen xấu gây đau lưng. Theo một nghiên cứu, khoảng 80% trường hợp sẽ bị đau lưng tại một thời điểm trong cuộc sống. Nguyên nhân thông thường gây ra tình trạng này là do việc lặp lại các thói quen tạo áp lực lên cơ thể. Nếu bạn đang bị đau lưng hay muốn phòng ngừa bệnh này, hãy loại bỏ ngay những thói quen xấu sau đây. 1. Không tập thể dục. Theo một chuyên gia, việc không thực hiện bất kỳ bài tập, đặc biệt là tập thể dục tăng cường vùng bụng, có thể dẫn đến tình trạng tư thế xấu và làm tăng chứng đau lưng dưới. Các bài tập thể dục giúp phòng ngừa đau lưng, bao gồm Pilates và các hoạt động căng cơ lưng, sẽ giúp tăng mức ổn định cơ lưng. Theo một bài đánh giá Cochrane năm 2015, phương pháp Pilates có thể giúp giảm đau lưng, mặc dù không rõ liệu Pilates có tốt hơn các bài tập thể dục được đề xuất hay không. Các bài tập tốt cho tim mạch như bơi lội, đi bộ và đi xe đạp cũng được khuyến cáo cùng với các hoạt động làm tăng tính linh hoạt của cột sống. 2. Tư thế xấu. Tư thế xấu có thể làm căng cơ thêm và tạo áp lực lên cột sống. Theo thời gian, những áp lực này có thể thay đổi hoàn toàn đặc tính giải phẫu của cột sống. Để tránh chấn thương lưng, bạn hãy cố gắng đứng hơi khuỵu gối và bước một chân về phía trước để giảm áp lực lên vùng lưng dưới cũng như căng cơ lưng. Khi ngồi, bạn nên để hông cao hơn đầu gối một xíu. Một số tư thế đúng và xấu, sai thường gặp như các hình minh họa ở trên. 3. Nhấc đồ vật không đúng cách. Thông thường, các chấn thương ở lưng xảy ra khi chúng ta cố gắng nâng vật nặng không đúng cách. Đây là một trong những thói quen xấu gây đau lưng mà đa số người bệnh thường gặp. Tốt nhất bạn hãy khuỵu đầu gối và dùng sức mạnh của chân giữ vật nặng ở gần cơ thể, cúi đầu xuống để nhìn và giữ lưng thẳng để nhấc đồ vật lên. Bạn cũng tránh vặn người để không gây tổn thương cho cuộc sống. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. 4. Thừa cân. Theo các nghiên cứu, thừa cân hay béo phì có thể làm bạn tăng nguy cơ bị đau lưng. Việc thừa cân, đặc biệt là ở vùng bụng, sẽ làm trọng lượng dồn về phía trước và gây thêm áp lực lên cơ lưng. Vì vậy, bạn cần duy trì cân nặng hợp lý bằng cách thường xuyên tập luyện và có chế độ ăn uống lành mạnh để hạn chế đau lưng. 5. Hút thuốc lá. Nicotine hạn chế lưu lượng máu vào đĩa đệm giữa các đốt sống và làm tăng mức độ thoái hóa. Việc mất lớp đệm này có thể gây ra đau lưng. Hút thuốc lá làm giảm khả năng hấp thu canxi và ngăn xương mới phát triển, làm cho người hút thuốc có nguy cơ bị loãng xương, xương giòn, dễ gãy và xương gãy sẽ lâu lành hơn. Tất cả các yếu tố trên có thể gây đau lưng. Ngoài ra, ho do hút quá nhiều thuốc lá cũng có thể gây ra đau lưng, vì vậy tốt nhất bạn hãy từ bỏ thói quen xấu gây đau lưng ngay nhé. 6. Không bổ sung đủ canxi và vitamin D. Canxi và vitamin D là những chất dinh dưỡng quan trọng giúp xương chắc khỏe, vì vậy nếu thiếu những chất này, bạn sẽ dễ bị đau lưng hơn. Hãy thảo luận với bác sĩ để tìm ra cách bổ sung canxi và vitamin D hiệu quả nhất nhé. 7. Hạn chế vận động khi bị đau lưng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng bị đau lưng thì nên nằm nghỉ trên giường và hạn chế tối đa vận động để tránh làm lưng đau thêm. Nhưng sự thật không phải vậy. Khi chúng ta vận động, lưu lượng máu đến vùng bị ảnh hưởng sẽ tăng, do đó sẽ làm giảm viêm và căng cơ. Theo một nghiên cứu, những người bị đau lưng dưới vẫn hoạt động hàng ngày và có các bài tập thể dục phù hợp sẽ làm giảm đau và có cuộc sống linh hoạt hơn. Việc nằm nghỉ quá nhiều có thể làm cơn đau nghiêm trọng hơn và gây ra các biến chứng, bao gồm trầm cảm, cục máu đông ở chân và yếu cơ. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.